Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sắc Núi của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, những năm gần đây, nhờ nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình dự án chính sách dân tộc, trọng tâm là chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội Vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2025, gọi tắt là chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719, đã có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tạo sinh kế cho người dân nghèo ở các thôn bản khó khăn, xã khó khăn, giúp bà con từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Phóng sự thực hiện tại xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm. Trước khi có chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719, các chương trình chính sách dân tộc và công tác dân tộc luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, đối với một huyện nghèo và còn nhiều khó khăn như huyện Bảo Lâm, ngân sách chủ yếu phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ trung ương, từ tỉnh. Do đó, nguồn lực chưa thể đáp ứng được các nhu cầu đầu tư rất lớn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. Bên cạnh đó, địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo rất cao, nên không thể huy động nguồn lực từ cộng đồng để xã hội hóa đầu tư. Chỉ đến khi chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 được triển khai, thực hiện với các dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững mới có ý nghĩa rất to lớn đối với sự phát triển toàn diện của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bảo Lâm. Chương trình đã tập trung ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn, tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách như hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, đất sản xuất, hỗ trợ xây dựng phát triển các mô hình chăn nuôi, sản xuất. Đến nay, đã có nhiều hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nguồn lực sinh kế từ chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 để phát triển kinh tế gia đình. Gia đình anh Lữ Văn Luân ở xóm Nà Ngà, xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm là hộ được hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719. Trước đây, gia đình anh Luân, một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn, bằng nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719, gia đình anh Luân đã được hỗ trợ 5 con lợn thuộc giống lợn đen bản địa. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cùng với sự chăm chỉ, chịu khó, đến nay cả 5 con lợn của gia đình anh đã sinh sản, đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Từ năm ngoái, tháng 6, 2023, đấy, là cũng được cấp là 5 con. Đến là thời hiện tại thì cũng được 1 năm thì cũng để được 2 lứa. Mỗi lứa từ 8 đến 9 con. Đây là tín hiệu tốt để gia đình anh Luân có thêm động lực phát triển kinh tế, có thêm nguồn vốn để mở rộng chuồng nuôi và có nguồn lợn giống tự cung, tự cấp cho gia đình và cho các hộ dân trong xóm Nà Ngà và các xóm lân cận. Con giống được chương trình hỗ trợ đem về chăn nuôi tại địa phương. Đến nay đã quen với môi trường và cách chăm sóc. Chăn nuôi chủ yếu từ thức ăn tự nhiên, không phụ thuộc vào các loại cám chăn công nghiệp, nên con giống dễ nuôi hơn so với các loại con giống khác và phù hợp với điều kiện ở địa phương. Nói chung là cũng hợp, cũng cho theo khâu chăm sóc từng hộ gia đình. Đấy, cũng ở đây cũng có khá nhiều hộ, nhưng mà một số hộ thì cũng không nuôi được, không biết là cách chăm sóc như nào. Thì cũng vì do dịch bệnh các kiểu cũng lan truyền như tả lợn, châu Phi ấy, thì cũng diễn biến thì ở trong xóm thì cũng ít thôi, nhưng mà cũng một số hộ bị. Theo như nhà tôi thì trước thì cũng hay bị ốm vặt, nhưng mà tôi vẫn là lấy thuốc về tiêm các kiểu, xong thì nó vẫn là khỏi. Chăn nuôi lợn nái giúp gia đình anh Luân chủ động được con giống, giảm được rất nhiều chi phí đầu tư. Hơn nữa, lợn giống của gia đình được tiêm đầy đủ vaccine. Bên cạnh đó, cũng giúp bà con trong xóm có địa chỉ tin cậy để mua con giống, không phải mua lợn con ngoài thị trường, rất bị động. Chưa kể còn có những rủi ro, dịch bệnh, khiến cho việc chăn nuôi không hiệu quả. Thì nói chung là theo bản thân tôi ấy, thì cũng thấy rất là vui mừng, phấn khởi
thì được có một đàn lợn nó tốt khỏe mạnh như thế. Cũng là năm ngoái thì là cũng đẻ được 28 con thì tôi cũng bán hết rồi, hiện tại thì còn 1-2 con thôi. Đấy. Thì bây giờ cũng chuẩn bị bây giờ là lứa thứ hai rồi. Thì hai mẹ đang đẻ, còn hai mẹ đang ở trong chuồng thì cũng chuẩn bị trong tháng này. Có thể khẳng định việc thực hiện hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo để phát triển sản xuất, chăn nuôi đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo động lực khuyến khích cho các hộ nghèo, cận nghèo tích cực làm kinh tế. Thì trong cái giai đoạn 2021-2025 thì là trên địa bàn xã cũng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thực hiện theo cái quyết định số 1719 thì xã cũng tổ chức là xây lấy ý kiến của người dân, sau đấy là xây dựng các dự án để thực hiện. Thứ nhất là hỗ trợ về cây giống, con giống. Thì hiện nay thực tế trên địa bàn xã thì cũng đã thực hiện là dự án là hỗ trợ về con giống, là về giống lợn nái sinh sản, lợn đen địa phương ấy, và hỗ trợ về bò cái sinh sản. Thì hiện nay thì đối với các hộ được hỗ trợ thì cũng đã phát triển khá là tốt, và có hộ cũng đã sinh sản được 2 đến 3 lứa lợn, và bò thì cũng bắt đầu là đã có hiệu quả và cũng đã phối giống và chuẩn bị cũng cho sinh sản lứa đầu tiên. Dự án hỗ trợ con giống để giảm nghèo đang được triển khai tại các xã nghèo được người dân và chính quyền đánh giá là một trong những mô hình cho hiệu quả kinh tế cao. Dự án đã tạo được niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của người dân, tiếp thêm động lực cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, đồng thời mang đến cơ hội thoát nghèo cho nhiều hộ dân mỗi năm. Bà con thì rất là phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước quan tâm và hỗ trợ và thiết thực đối với bà con. Thì trên địa bàn xã Vinh Quang thì chủ yếu là làm nông nghiệp và chăn nuôi trồng trọt là chính, nên là được hỗ trợ về cây giống, con giống thì rất là thiết thực và bà con rất là vui. Nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 đang tạo ra những sinh kế bền vững cho người dân. Chương trình vẫn đang được tiếp tục triển khai với những hình thức thực hiện linh hoạt, sáng tạo hơn. Người dân nghèo sẽ còn đường tiếp cận với nhiều hơn nữa những mô hình hỗ trợ sản xuất để giúp người dân thoát nghèo bền vững. Nhờ có nguồn vốn của chương trình và các nguồn lực khác đã đem lại hiệu quả trên các lĩnh vực, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống vật chất tinh thần của người dân, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vững chắc vào việc bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.